rất là nhiều, đồng ruộng rất là xanh mướt, khu vực này rất là trống, gió nhiều lắm. Mình chạy 40, gió nó bạc cái tay lái. Khu vực chỗ này là đồng ruộng bên hông. Tiếp thì mình quay chia sẻ để giới thiệu cho mọi người cùng xem. Những ai chưa có từng đi thì các bạn xem. Còn những ai có quê hương ở đây mà xa quê thì cũng xem lại những cái quê hương của mình, cái nơi mà mình ở nó thay đổi như thế nào. Bà Địa Vũng Tàu có cái cổng chào rất là lớn. Thị trấn Đất Đỏ thì dân cư tập trung là chủ yếu hai bên đường, mà hai bên đường thôi. Còn những cái đường nhánh thì đi vô những cái thôn xóm. Nơi đâu mà có đường là nơi đó là khu dân cư tập trung, mà chủ yếu là ở mặt đường để dễ làm ăn kinh doanh buôn bán thuận lợi hơn. Bản chỉ dẫn
để trái vòng xoay là Châu Đức, để phải vòng xoay là Phước Hải, nhưng mà không có rẽ đâu hết, mình không có rẽ đâu hết, mình chạy thẳng. Thị trấn Đống Đỏ nói chung là khá là phát triển. Tương lai là có thể là thành phố Bà Rịa là mở rộng ra tới thị trấn Đống Đỏ luôn, chứ cái này là mình chỉ nói vậy thôi chứ mình cũng chưa có biết được tình hình tương lai sau này như thế nào. Nếu mà mở rộng ra thành một đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố Bà Rịa mà mở rộng ra tới thị trấn Đống Đỏ luôn thì quá tiện, dân cư càng ngày càng đông, nhu cầu ăn ở sinh hoạt học hành đó rất là cần thiết. Hôm qua thì mình thấy dự báo thời tiết ở trong này là trời mưa, nhưng mà hôm qua ở đây có mưa đó. Mưa là không có lớn nhưng mưa nhỏ thôi. Mình cứ tưởng là hôm nay mình đi Vũng Tàu sẽ bị mắc mưa chứ, nhưng mà rất là may trời nắng thuận lợi luôn. Mình cùng bạn mình từ Phan Thiết đi vô Lai Chi rồi tới thành phố Bà Rịa rồi chạy thẳng xuống thành phố Vũng Tàu chơi lòng vòng ở đó. Xong giờ thì bạn mình đi Long Thành rồi, còn chỉ còn mình là đơn thuần đường đá tới con đường sắt này là đi một mình là chạy về Phan Thiết thôi. Nhưng mình tranh thủ mình đi về sớm để nó thông thả hơn, chứ để thời gian nó gấp gáp quá thì đường xá xa xôi chạy nhanh nó cũng nguy hiểm. Thứ nhất là thứ hai là mình đi về trễ là đường nó tối nó vắng, đi nó cũng không có hay gì. Mình vừa đã khỏi thị trấn Đống Đỏ rồi các bạn, bây giờ cứ nhầm thẳng hướng thị trấn Phước Vũ mà thẳng tiến. Qua thị trấn Phước Vũ mình sẽ quay và chia sẻ thêm một cái nữa, thì lâu lâu mới đi một lần thì mình có cơ hội mình quay phim được, mình quay chứ biết khi nào đi lại. Sớm giờ là mình chạy mình không có, nó may là không có gặp cái anh áo vàng nào, rồi không biết là từ cái đoạn từ đây phía trước mắt mình đi về tới Phan Thiết thì biết có hay không. Nhiều lúc mà nhiều đoạn sơ ý mình chạy mình lóng lên hoặc là mình chạy tốc độ nó hơi cao một tí.
dính liền. Bên tay phải mình là có cái đường vô khu công nghiệp Đất Đỏ nè, đường rất là rộng và rất thẳng tắp luôn. Cái tay trái chứ thì cái nối lộn tay phải biết. We'll be right back.